7 sai lầm của ông bà gây ảnh hưởng tiêu cực tới tính cách và sự phát triển của cháu. Kính thưa quý vị, ông bà hay bố mẹ đều yêu thương con trẻ, nhưng đôi khi ông bà yêu cháu sai cách, thậm chí ảnh hưởng tiêu cực đến tính cách và sự phát triển của trẻ. Luôn khăng khăng với cháu rằng ông bà đúng, bố mẹ sai. Tạp chí quốc tế về nghiên cứu và phát triển giáo dục nhận thấy rằng quyền của cha mẹ là công cụ cần thiết trong quá trình nuôi trẻ. Bất cứ một đánh giá, nhận định tiêu cực nào từ ông bà đều không giúp cha mẹ làm gương cho con. Trong một số trường hợp xấu, điều này còn làm suy yếu trầm trọng niềm tin giữa cha mẹ và con cái. Theo một nghiên cứu thì trẻ dễ bị tác động bởi thế giới bên ngoài. Thế giới quan và giá trị của trẻ lúc này còn rất mỏng. Vì thế, đây là giai đoạn mà chúng không nên đối mặt với những quy tắc mâu thuẫn. Nếu cha mẹ dạy con một đằng, ông bà lại dạy một khác, điều này dẫn tới sự bất hòa, làm phức tạp hóa quá trình học tập, tiếp thu của trẻ. Chiều trẻ vô lối. Nhiều ông bà mua đồ chơi bừa bãi cho cháu. Cha mẹ hiểu rõ trẻ có đồ chơi nào và thực sự cần tới món đồ chơi nào. Thêm vào đó, khi bị từ chối mua một món đồ gì đó, bố mẹ dạy cho trẻ giá trị về đồng tiền và làm thế nào để chi tiêu tiền hợp lý nhất. Trong khi đó, ông bà thường chiều cháu và mua đồ chơi bừa bãi, thích gì mua nấy. Điều này vô tình tạo cho trẻ tâm lý bất mãn, không hài lòng khi mà không được đáp ứng. Nhiều ông bà khác lại cho cháu ăn kẹo bánh vô tội vạ. Báo cáo khoa học từ Hiệp hội Tim Mạch Mỹ chỉ ra, trẻ từ 2 tới 18 tuổi chỉ nên ăn hoặc uống dưới 6 thìa cà phê đường bổ sung hàng ngày. Trẻ em không bao giờ quan tâm đến kết quả của các nghiên cứu khoa học. Vì vậy, cha mẹ cần phải theo dõi cẩn thận tình trạng dinh dưỡng của trẻ. Khi ông bà lén cho cháu ăn kẹo, họ có thể khiến trẻ vui thích, nhưng đồng thời, điều đó có thể gây ảnh hưởng đáng kể tới sức khỏe của bé. Không đề cao quyền cá nhân của trẻ. Nhiều cha mẹ sợ gửi ảnh con cho ông bà vì người già thường đăng ảnh cháu lên mạng xã hội để khoe. Thế hệ cũ không quen thuộc với các công nghệ thông tin hiện đại. Họ không hình dung được việc tất cả mọi người có thể đều nhìn thấy tấm ảnh đó. Trong khi đó, cha mẹ ý thức được điều này và hiếm khi đưa hình ảnh riêng tư của con lên mạng xã hội một cách bừa bãi. Ông bà còn hay có thói quen kể những chuyện của cháu mình với bạn bè, người quen. Đôi khi, cả những bí mật chỉ gia đình biết với nhau cũng được họ đem ra kể. Điều này phần nào cho thấy sự không xem trọng quyền cá nhân của đứa trẻ. Khen cháu vô tội vạ. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc khen ngợi trẻ quá mức có thể dẫn tới sự thiếu động lực. Thông thường, ông bà sẽ luôn nhấn mạnh sự quan tâm, chú ý của họ vào những điểm tốt của cháu và đôi khi khen cháu vô tội vạ. Ví dụ, chỉ cần cháu ăn một thìa cơm, ông bà sẽ nói: "Ôi, cháu giỏi quá." Chính những điều này vô tình sẽ giết chết động lực cần phải ngoan hơn, ý thức hơn của trẻ. Không tuân thủ giấc ngủ khoa học. Vì nuông chiều cháu, đôi khi ông bà có thể cho phép chúng đi ngủ muộn, thậm chí không cần nghỉ trưa sau bữa ăn. Trong khi đó, các nhà khoa học khuyên rằng trẻ mẫu giáo nên ngủ từ 10 tới 13 giờ mỗi ngày, trong khi với thanh thiếu niên thì đó là 8 giờ. Thiếu ngủ có thể dẫn tới các bệnh lý nghiêm trọng như tiểu đường, hoạt động của não, v.v. Cho phép trẻ xem tivi cả ngày. Truyền hình đóng vai trò quan trọng với cuộc sống của con người hiện nay. Đối với trẻ, đây không đơn thuần là một phương tiện giải trí, mà còn là cách để tìm hiểu, khám phá thế giới. Tuy nhiên, mọi thứ đều cần có giới hạn. Đôi khi, ông bà quên đi giới hạn hợp lý, cho trẻ xem quên giờ giấc. Các nhà khoa học chỉ ra rằng không nên xem tivi quá 2 giờ đồng hồ mỗi ngày, bởi chúng có thể gây ra hiện tượng huyết áp cao ở trẻ.
7 thói quen nên làm vào mỗi sáng, giúp phụ nữ U40 sở hữu nhan sắc vượt thời gian. Kính thưa quý vị, dẫu biết rằng mỗi buổi sáng bạn sẽ khá bận rộn và vội vã, thế nhưng cũng hãy cố gắng tập cho mình những thói quen sau đây để bạn đẹp hơn mỗi ngày nha. 1. Ăn bữa sáng có chứa protein. Một nghiên cứu cho thấy những người phụ nữ duy trì bữa ăn sáng chứa nhiều protein sẽ có một ngày làm việc hiệu quả hơn những người không ăn sáng. Không chỉ giúp bạn giảm cân, bữa sáng đầy đủ sẽ giúp cho làn da của bạn khỏe mạnh và sáng hơn. 2. Sử dụng kem chống nắng. Công dụng của kem chống nắng thì chắc hẳn là ai cũng biết. Bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV, tránh lão hóa và ung thư da. Bôi kem chống nắng trước lớp trang điểm và bôi thêm sau vài giờ nếu bạn thường xuyên ra tiếp xúc ánh nắng. 3. Sử dụng các loại serum chống oxy hóa để dưỡng da hàng ngày. Bên cạnh kem chống nắng, các loại serum chống oxy hóa cũng sẽ giúp bảo vệ vẻ tươi trẻ của làn da hoàn hảo hơn. Nhớ đừng bỏ qua bước này trước khi ra khỏi nhà bạn nhé. 4. Tập thể dục buổi sáng thay vì buổi chiều tối. Tập thể dục giúp làm tăng lưu thông máu, kiểm soát cân nặng và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Nếu bạn không còn đủ sức để tập thể dục sau mỗi ngày làm việc, thì hãy tranh thủ thời gian buổi sáng để làm điều này. Hãy bắt đầu ngày mới bằng sự khoan khoái và nhẹ nhàng, tỉnh táo nhờ tập thể thao. 5. Uống nước. Cơ thể thường bị mất nước sau một đêm dài. Vì vậy, hãy bắt đầu ngày mới với một cốc nước đầy, bổ sung nước cho cơ thể. 6. Sử dụng chai xịt khoáng. Mỗi khi thức dậy với quầng thâm dưới mắt thì chỉ cần sử dụng bình xịt khoáng để cứu vãn vẻ đẹp của mình. Bạn có thể cho chai xịt khoáng vào tủ lạnh vì nhiệt độ lạnh sẽ giúp chiến đấu với bọc mắt, giúp bạn tỉnh ngủ hơn. Làn da của bạn cũng tươi sáng và khỏe mạnh hơn. 7. Uống trà xanh thay vì cà phê. Nếu bạn cần một chút caffeine để giúp tỉnh táo buổi sáng thì hãy uống trà xanh thay vì cà phê. Công dụng chống lão hóa của trà xanh thì ai trong chúng ta cũng đã biết. Nhưng bạn có biết có thể giúp bạn chống lại ung thư và giảm cân không? Hãy bắt đầu thay đổi thói quen, chuyển từ cà phê sang trà xanh mỗi ngày nhé.